chào Đạt Hoàng. Con chào ông bà cô Cát. Con chơi cát động lực nè. Đây có bé nữa nè. Đây có khu vui chơi nè cả nhà. Giờ này còn sớm. Mày ở cái gì? Cái này gọi là cái gì? Bạch Đằng hả? Khu Bạch Đằng hả? À, Bạch Đằng, cái này là ở khu Bạch Đằng. Tầm 6 giờ mới đông cả nhà. Giờ ít người. Nãy giờ mưa quá trời luôn. Mới mưa xong luôn. Bỏ đi chút khó. Đây, cầu nguyện đi. Rồi thổi nha. Rồi thổi đi, 1, 2, 3. Chưa. Má chưa đủ sống cái đèn này nữa nè, từ từ. Rồi cắt đi, rút ra đi cho Vinh cắt nè. Ồ, nãy quên mua dĩa rồi. Ừ, có thấy dĩa mà quên mất. Dĩa đó. Rồi cắn ăn được. Rồi Vinh lấy muỗng ăn đi. Vinh kê cái miệng vô. Mẹ hai đứa kia đâu, hai đứa kia đây. Kê hai cái miệng vô cạp ăn đi. Kê cái này ra không ăn được. Rồi, hai đứa kia vô. 1, 2, 3. You happy birthday. Mừng sinh nhật con gái 6 tuổi nha. Thổi nến. Thổi đâu? Thổi không tắt luôn. Nay được thổi nến 2 lần luôn, được ăn 2 cái bánh kem luôn, ghê ta. Happy birthday Jin. Happy birthday. Được, mở đèn, mở điện lên đi. Rồi ok. Có ăn không thì lấy muỗng múc ăn đi. Cái lỗ hồi nãy mẹ cắm bánh kem, cắm 6 tuổi vô đó. Đó, hôm nay được 2 cái sinh nhật luôn. Sinh nhật tổ chức ở quán, một ở nhà thôi chứ. Đẹp vậy. Xem cây nguyệt quế nè cả nhà. Trời ơi ra bông quá trời luôn, thơm ghê. Bữa giờ nó ra 1-2 bông à. Bữa nay ra quá trời luôn nè. Trời nó thơm ghê. Đây. Bên này nữa. Trời ơi nay ra bông quá chừng luôn, thơm. Đã ghê. Trời nó thơm quá. Quá trời. Bông nhiều ơi là nhiều. Nay thanh long chín quá trời luôn cả nha. Bữa giờ hái quá trời rồi, nay chín tiếp thì giờ hái tiếp đi. Bữa hái không có quay. Nay hái chín hết. À trái nè. Đi qua bên kia hái. Trái siêu tí hon. Nhỏ chút à. Này bị con gà ăn rồi. Gà nó mổ rồi.
Ui da, đau tay. Gai quá. Dạ, nó mổ rồi. Trời, đó là đây còn biết chín vô đây coi. Trái này chưa chín, trái trên này chín nè. Kì 2, 3 4 trái với trái tí hon 5 trái. Trái này chưa chín. Còn mấy trái nhỏ nhỏ. Này lan rừng hay sao? Lan rừng đang có hoa. Đẹp ghê đây. Đem lan ra treo. Treo gốc chôm chôm hết rồi. Đó. Mà chưa ra hoa nữa. Cái này ra hoa. Mì đô Doraemon hả? Vậy lấy hai hũ đi, lấy hai hũ đi. Mày quay hai chấm đi lựa chặt khuya rồi lên. Khoe, khoe mặt của chú con đi bách hóa xanh nè. Con mới cắt tóc gì đó. Ôi, cái này ngon nè. Doraemon nó khoái. Ừ, khoái Doraemon. Bé ăn không, lấy cho bé đi. Thôi được rồi, đừng lấy nhiều, hôm bữa mình mới đi siêu thị mua, giờ đi tìm thanh cua mua thôi. À, trà matcha, lip tông nữa. Trà nữa. Trà đào đây. Đây không, lấy hai hũ đi. Hai bịch đi. Trà đào, trà quá trà. Cái này là trà xanh. Thôi mẹ không thích trà xanh đâu, con thích không? Thôi để mẹ về mẹ pha trà đào cho ăn. Cho uống. Trà dâu, trà đào hồi đây. Wow. Ừ. Nào như trà sữa. Con uống trà dâu. Cái này rồi. Nó còn cái gì nấu ra. Nấu ra cực lắm. Không, nó có gói sẵn luôn mà điều cái này con đừng có làm này để đi. Để gì kiếm ngon ngon cho. Thế ừ. Pha sẵn, pha sẵn mình về mình pha nước sôi uống. Mình dạy cho lấy hai màu giống nhau, mình phải kiếm một cái loại này một loại này cho nó khác chứ. Đó, cái này là đào luôn. Cái này cũng là bị hoa quả. À, trà bị hoa ngon. Rồi. Nhưng mà nó có cái dừa. Cái này trà vải nè. Trà vải. Vinh trà dâu không? Trà dâu không? Nè, dâu không? Để mẹ mua cho hũ pha. Đó, trà dâu uống không? Dạ không. Rồi thôi không, thôi cất. Rồi đi nè. Đi. Chanh hồi mẹ pha nước chanh cho uống. Ờ, thanh cua. Rồi đi qua mẹ lấy thanh cua cho. Đi. Ờ. Cầm qua đây để kiếm cái thùng mì. À, mấy gói mì cho mấy đứa nhỏ. Đi, ấy đi, đi qua em qua mua cho, đi kiếm mì đi. Dính thôi qua đây nè con. Thôi đem về là nó chảy ra luôn á. Đem về là chảy ra luôn á. Đi đi trước đi, lựa gì. Đó. Cái gì mà quá vậy? Nó đá đông đá. Lấy thanh cua đi. Có cơm chiên gì không? Ừ, đây dở quá. Đi đi qua kia coi. Mì. Cơm chiên ngũ sắc này Vinh ăn không? Cơm chiên không có thanh cua rồi. Cơm chiên ha, lấy cơm chiên nha. Không có thanh cua. Không có thanh cua. Có cơm chiên thôi. Ô trời. Mua khoai lang tay gì chiên này, yêu thắt thắt khoai mai, mua bịch khoai mai nữa xong rồi. Ờ, khoai mai bột á, ở đây có không? Để giặt rồi đang mua. Rồi rồi lấy bịch đi. Cái sao này nha, mấy bà con muốn lắc. Ờ, có khoai mai sợi à, không có khoai mai bột. Ở đây chắc không có rồi. Không, khoai mai gì nữa cũng nằm đâu đây nè. Không, khoai mai này khoai mai bỏ cười được không? Biết mà. À, một tập về quán nó kêu chiên cho. Rồi ba lên trường bỏ vô. Nếu mà ăn vậy mốt đi Đông Khánh mua mẹ một bịch khoai mai bột. Thì hôm bữa đi mà quên đó. Trời đúng ơi. Rồi. Thôi, hay là bỏ đi lại. Để cái nào có mình mua luôn cho đó. Ờ, sao cũng được. Chứ giờ mình mua về. Ờ, mua về đâu có gì đâu lắc. Để em. Em cũng hay mua khoai tây trái về em chiên hơn không không à. Để vài bữa bắt đầu cái làm mình mua nó về. Ừ. Thôi để coi xem có không. Ồ quá trời luôn nè. Mà điều nhà hôm bữa mới đi siêu thị mua đó. Nhớ không, mới đi siêu thị Hoàng Đức đó. Quá trời, chưa ăn hết nữa mà.
Ôi quá trời. Qua đi xem, nó mua mua gì đó, mua cho xem thôi chứ ai mà mua mà. Xem thôi. Quá trời, bia, đòi bia nữa nè. Em ơi đi theo đi để có bí ngồi á. Kiếm bí ngồi á. Đây đây, đây mẹ mua trái bí ngồi này Vinh ơi. Rồi đi, cô Thanh ơi. Đi, mua bí ngồi về xào ha. Đội gì bữa mình mua trái nước mắm bữa ăn bữa ngon. Ừ, nước mắm quá trời nè. Rồi. Thôi đừng có làm rước bể của người ta là không có đền nhà bé. Trời cắt layer đây đồ nè, mới cắt cắt. Hình như nó ngắn. Ừ, cắt vậy đẹp á. Đừng có đụng vô hư á, hư của người ta. Mời cả nhà ăn bánh tráng trộn, khoai mỡ lắc phô mai, lẩu tóc bút. Mời bà cô chú ăn cùng hả? Lẩu tóc bút ghi đó. Có cái muỗng múc ăn. Ở dưới là cái gì? Mời cả nhà ăn cùng hai mẹ con nghe. Ở dưới á. Cũng cái đó luôn, con trộn nên có cái muỗng đó. Bánh quá trời để sáng ăn, cho sáng ăn đi học. Bánh tam giác, bánh khoai môn. Trái cây xay dẻo nè, ù táo xay dẻo nè. Táo xay dẻo nè. Gì đó, nho xay dẻo nè. Còn cái gì nữa không? Táo với nho thôi hả ta? Bánh ngàn lớp nè. Ngon quá. Mời cả nhà ăn cùng hai mẹ con. Mời mặt cô chú ăn cùng ai? Con. Có cái muỗng kìa, con múc đi. Nè, mời cả đâu? Nhà. Trong hai đâu? Đây nè, đó. Bánh gạo người ta bán, người ta lắc phô mai. Mình có khoai mỡ nhưng mà mình không có phô mai để lắc. Ăn dở. Thổi nè, nóng á. Sao? Lẩu tóc bốc kỳ đó. Ừ, lon đào ngâm. Đào ngâm nè, để hồi mẹ pha. Mẹ pha làm trà đào uống nè, đây nè. Đem cái mình mua nè. Khoa là một nước gì vậy? Nước lẩu đó. Thì không thích ăn thì ăn tóc bốc kỳ thôi. À ừ, đừng có lấy ra nóng, mới mua về nóng. Là lấy cái... Cả nhà ăn bánh bao cùng hai mẹ con nha. Bọn ba cô chú cùng. Bọn ba cô chú ăn cùng ai? Bé Vinh. Bé Vinh. Trời, đang chơi đó đi mà. Con này con gì đây? Hổ. Gấu trúc. Cáo. Đây bà. Hồ ly. Con nhím. Con heo. Con gà. Thử ăn con nào trước để đó. Con là tuổi con gà mà. Ờ đúng rồi, con tuổi con gà mà quên, mới sinh nhật xong. Ây da. Rồi con đứng rồi, bôi vô đồ rồi, xong, lát thay. Rồi con bẻ ra coi nhân gì. Ui, ngon dữ hả? Không ăn hả? Nhân màu xanh là chắc nhân matcha rồi. Để ăn đi, bánh kem mà, con heo nè. Đây coi con gấu là nhân gì nha. Phải xé ra nữa. Mẹ tuổi con gì? Rồi mời cả nhà ăn con gấu. Bánh bao con gấu. Nhân màu xanh không Hoàng Vinh à? Màu xanh gì? Nhân đậu xanh. Dạ. Chắc cái nào cũng nhân giống nhau quá. Ngon mà. Ồ, cái này nhân. Quá cái này nhân. Ui dẻo vậy. Coi chừng đó là nhân phô mai sữa nha. Đúng rồi, con cắn ăn chứ đừng có ăn ở trong. Sao? Ăn khẩu miếng nha mẹ. Tí này con ăn rồi. Kể, Vinh ăn rồi có sao đâu. Ừ, ăn của Vinh đâu sao. Mời cả nhà ăn cùng hai mẹ con nha. Mời bà của chú ăn cùng bé nào. Ừ, đào con chó luôn rồi. Trời ngon quá ha. Đây em dơ bóng bánh chung cũng được. Nhân này màu xanh màu vàng, còn cái này với cái này là màu xanh, còn con nhím là chắc màu gì không biết. Ngon ha. Bể con nhím ra thử coi. Lột ra. Nóng giấy á. Giấy còn hơi nóng. Con bẻ ra thử coi. Con bẻ ra coi nhân gì.
Nhưng màu gì? Ui, cũng ngon luôn. Vậy là hai cái này cho Vinh ăn. Không, để mẹ ăn màu xanh cho. Con ăn màu này đi. Hai cái. Thôi ăn từ từ thôi, ăn nhiều. Thôi video cũng dài rồi, hai mẹ con xin phép cả nhà kết thúc video ở đây. Hẹn cả nhà ở video sau nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của hai mẹ con nha. Bye bye. Bye bye, hẹn là cái chú ha. Ông bà cái chú nhớ đăng ký, ủng hộ cho con. Con có động lực làm video đấy. Cảm ơn bà cái chú, cảm ơn nhiều. Bye bye.